Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Diện tích lô đất khoảng 1 mẫu 6 nha mọi người. Có 300 thổ cư. Nằm ngay khu dân cư luôn nha. Hiện tại đang trồng cây ăn trái, view suối luôn nè. Đây là view suối. Suối chảy rất là mạnh. Đất mình ở phía này nè. Nó làm như là hai cây ăn trái dắt cái suối luôn. Đây, đất nền bên phía bên này. Hiện tại đang cho cây ăn trái nè. Bưởi. Chuối. Dừa. Đó, đây là view suối nè. Bơ. Đất đỏ nha mọi người. Đất này trồng cây ăn trái rất là tốt. Măng cục. Hết rồi. Măng cục nha mọi người. Bơ. Sầu riêng. Chôm chôm.
mặt tiền đường nhựa nằm ngay khu dân cư luôn nha mọi người. Đó. Mặt tiền đường nhựa phía bên dép suối á, là khoảng 3 sào. Phía bên này này, dép suối là khoảng 3 sào, khoảng 35 mét mặt tiền đường nhựa. Là bắt đầu từ đây này, đi qua đây. Đó, tới hành tranh này là hết nè. Là khoảng 3 sào chắp suối nha. Khoảng 35 mét mặt tiền đường nhựa. Còn phía bên này nè, phía bên này. Đó, là cũng khoảng 3 khoảng 1 mũ 3. Có 300 thổ cư. Hành tranh bắt từ đầu từ đây nè. Từ cái gòn này nè. Đi qua đây. Đó, tới hết hàng trên này nè, là khoảng 1 mẫu 3 nha. Tổng diện tích lô đất này là khoảng 1 mẫu 6, có 300 thổ cư. Cách ủy ban xã Láng Lớn khoảng tầm 1 cây số nha mọi người. Đó, có một căn gà nhà cấp 4 luôn nè. Ở phía trên này cũng có trồng cây ăn trái luôn nha. Măng cục nè, chôm chôm. Bơ. Đỏ. Sầu riêng. Nó sầu riêng đó. Có điện nước đầy đủ luôn nha. Có một cái nhà kho này, đó. Một nhà cấp 4. Lô này, đối đất này thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha mọi người. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 037 210 7725 nha. Mình xin kết thúc video tại đây, chào tất cả mọi người.